Sau sự thành công của Little Nightmare 2, Bandai Namco vẫn chưa muốn dừng lại khi hãng này và Toei đem tới một Scarlet Nexus đầy hứa hẹn. Cho dù không cần phải tạo ra những sản phẩm chất lượng cực đỉnh về đồ họa, khi bù lại, nhờ sự cải tiến trong gameplay và lối kể chuyện hấp dẫn, Bandai Namco có quyền tự tin vào những tựa game tiếp theo của mình. Tất nhiên, bên cạnh vẫn còn những thất bại, nổi bật nhất là series Sword Art Online khi nó vốn được chuyển thể từ anime và light novel. Lần này, khi những nguyên liệu đậm chất anime vẫn còn đó, thì Bandai chắc hẳn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để thay đổi kết cục mà những đàn anh đi trước nhận phải. Scarlet Nexus chính là minh chứng tốt nhất để thay đổi được kết cục này. Về cơ bản thì Scarlet Nexus là một tựa game RPG về góc nhìn thứ ba, có bối cảnh của một tương lai tràn ngập bởi thế giới công nghệ, còn con người thì có những sức mạnh đặc biệt. Về hai nhân vật chính là Yuito Sumeragi và Kasane Randall, bạn có quyền lựa chọn một trong hai nhân vật để hòa mình vào cuộc hành trình của họ trong suốt thời gian chơi. Họ đều là những thành viên của tổ chức Other Suppression Force, hay được gọi tắt là OSF, với sứ mệnh là sử dụng sức mạnh đặc biệt để bảo vệ thành phố New Himuka và tiêu diệt những sinh vật được gọi là Other. Bandai đã phá bỏ mọi khuôn mẫu đặc trưng của những tựa game RPG trước đây. Tất cả những cuộc trò chuyện trong Scarlet Nexus đều được kết hợp giữa những khung hình, gương mặt cận cảnh cùng với những cutscene ngắn nhưng đầy ấn tượng, đã khiến cho người chơi không còn cảm thấy nhàm chán và muốn bỏ qua những cuộc hội thoại này nữa. Sự mới mẻ này sẽ giúp cho bạn dễ dàng lắng nghe và hiểu về cuộc trò chuyện, đặc biệt là khi nó thể hiện rõ biểu cảm của từng nhân vật. Tôi thấy việc này thực sự thể hiện được tính cách của mỗi nhân vật một cách rõ ràng hơn và cũng làm cho nhân vật trở nên sinh động hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, game còn cho chúng ta đọc và trả lời tin nhắn của các NPC khác. Điều này như một sự bổ sung cho cốt truyện và giúp tôi thấy mình thực sự nhập vai vào nhân vật chính. Không chỉ có vậy, hệ thống này còn cho phép người chơi tham gia vào những bond episode. Đây là những nhiệm vụ sẽ tăng độ thân mật của nhân vật chính với một NPC bất kỳ. Những nhiệm vụ này có thể chỉ là những cuộc hội thoại bình thường, hoặc sẽ phải cùng đồng hành với NPC đó đi làm nhiệm vụ, hay thậm chí chỉ là những giây phút giải lao ngồi cà phê trải lòng sau những ngày dài mệt mỏi. Đương nhiên là game không bắt buộc bạn phải làm những nhiệm vụ đó. Những sự cài cắm khéo léo của những phần thưởng trong mỗi nhiệm vụ phụ quá hấp dẫn khiến chúng ta không thể bỏ qua được. Đồng thời, mỗi một bond episode đều có nội dung lôi cuốn kể về câu chuyện của các nhân vật phụ, điều khiến tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tin nhắn đặc biệt nào cả. Thêm vào đó là góc nhìn của mỗi nhân vật trong cốt truyện chính. Nhờ cách kể chuyện xuất sắc nên khi trải nghiệm game bằng Yuito hay là Kasane đều rất mới mẻ. Điều này thể hiện rõ tính cách của mỗi nhân vật. Không quan trọng là bạn đã chơi nhân vật nào trước, nhưng một khi đã chơi Scarlet Nexus, bạn chắc chắn nên chơi nó hai lần và ở mỗi lượt chơi là một nhân vật khác nhau. Và khi hoàn thành cả hai phần chơi, bạn sẽ nhận được một true ending. Tin tôi đi, game hứa hẹn sẽ có những cú twist xoắn não và vô cùng lôi cuốn. Nếu Scarlet Nexus đã khắc phục được nhược điểm trong việc truyền tải cốt truyện, thì liệu hệ thống chiến đấu và vật phẩm trang bị trong game có thỏa mãn được người chơi? Đầu tiên là hệ thống vũ khí, với rất nhiều loại vũ khí trang bị khác nhau, nhưng mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí đặc trưng. Điều này đã phần nào làm giảm đi độ đa dạng trong phong cách chiến đấu của mỗi nhân vật chính, nhưng nó đã được bù lại khi kết hợp với những sức mạnh của các nhân vật khác. Việc nâng cấp vũ khí cũng khá là đơn giản khi bạn chỉ cần nhặt những nguyên vật liệu xuất hiện khi bạn đánh quái vật và kết hợp với vũ khí cũ để nâng lên phiên bản mới. Vật phẩm tiêu dùng không quá là đa dạng khi chỉ có những bình hồi máu và bọc sức mạnh. Nhưng điều đáng nói là những vật phẩm trang sức, đặc biệt là những trang phục. Một khi bạn đã mặc hoặc đeo những trang bị bất kỳ, thì nhân vật sẽ được mang nó trong suốt hành trình của câu chuyện. Càng chơi thì các vật phẩm sẽ càng mở khóa nhiều, với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau đủ cho tôi cảm thấy mới lạ và không bị nhàm chán. Ngoài việc mua bán, bạn có thể trade các nguyên vật liệu của cửa hàng để đổi lấy những vật phẩm trang sức. Cơ chế này của game làm cho những người mới chơi có thể tiết kiệm được tài chính cho những vật phẩm về sau. Vì càng level cao, sẽ có càng nhiều vật phẩm cao cấp được mở khóa, và chắc chắn sẽ không bao giờ có trường hợp dư thừa tiền xảy ra. Điều khiến tôi mê mẩn là sự kết hợp giữa những đường kiếm và khả năng Psychokinesis đã tạo ra những combo vô cùng mãn nhãn. Chỉ riêng khả năng Psychokinesis, thứ sức mạnh mà Control của Remedy Entertainment từng sử dụng đã có một màu sắc mới. Việc sử dụng môi trường làm vũ khí này đã được nâng lên một cấp độ mới. Sự khéo léo trong việc điều khiển đồ vật để tấn công mang đến một cảm giác như đang có sức mạnh của Magneto hay là Jean Grey vậy. Kết hợp với những đòn đánh thường và kỹ năng đặc biệt sẽ tạo ra chuỗi combo, hay còn được gọi là follow-up attack. Mỗi nhân vật sẽ thể hiện một phong cách tấn công khác nhau.
Trong khi Yugito thể hiện những đường kiếm sắc lẹm và mạnh mẽ, thì Kasane lại có những đường chém mềm mại, khéo léo và điều luyện. Việc sử dụng Psychokinesis của mỗi nhân vật tuy không khác nhau nhiều khi thi triển Follow Combo, nhưng cũng đủ để thể hiện phong cách riêng của mỗi người. Hệ thống level và skill tree của game không quá đặc biệt nhưng rất cân bằng và hợp lý. Bạn sẽ nâng cấp kỹ năng trong Brain Map khi có điểm kỹ năng từ việc level up. Dù bạn muốn nâng max vào tấn công hay phòng thủ thì game vẫn đặt ra những mốc kỹ năng quan trọng ở những vị trí cần thiết và cân bằng với tất cả các nhánh. Bạn cũng có thể thỏa sức farm quái để nâng level và up full skill nếu bạn muốn. Vì không có giới hạn về cấp độ và level của quái vật, chúng sẽ luôn luôn được cập nhật liên tục để không làm giảm độ khó của game. Ngoài ra còn có những khả năng đặc biệt khác như điều khiển lửa, băng, điện, dịch chuyển tức thời, nhìn trước tương lai và còn rất nhiều khả năng khác. Những cá nhân có sức mạnh đặc biệt sẽ được chia làm những tiểu đội khác nhau. Càng chinh chiến và phiêu lưu nhiều, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội được đồng hành với những đồng đội mạnh mẽ. Game không có cơ chế đổi nhân vật nhưng cho phép bạn có thể mượn sức mạnh của đồng đội bằng việc sử dụng kết nối với Brain Drive. Khi độ thân mật giữa bạn và những đồng đội tăng thì đồng thời nó cũng sẽ mở ra những kỹ năng mới, cho phép bạn sử dụng nhiều khả năng hơn khi phải mượn sức mạnh. Dù rất đa dạng và đặc sắc nhưng lại có một nhược điểm là mỗi khi kết nối với một nhân vật bất kỳ, một hình ảnh của nhân vật đó sẽ hiện ra. Điều này lúc mới đầu có thể khiến cho tôi cảm thấy thích thú nhưng càng về sau, khi có thể kết nối với 4 người cùng một lúc và rất thường xuyên, thì nó tạo ra cho tôi một cảm giác khó chịu và mất thời gian. Khi tích đầy nộ của Tank Drive, nhân vật chính sẽ được tăng tốc độ đánh, tăng sát thương và đồng thời cộng thêm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái. Thi thoảng khi bạn kích hoạt được khả năng này, bạn sẽ thấy một cutscene nhỏ nhỏ nhưng vô cùng ấn tượng. Dù là Kasane hay là Yugito thì họ cũng sẽ đều có một hành động là đội mũ trùm và lóe lên sát khí trong mắt. Và cũng chỉ khi bạn ở trong trạng thái này, bạn mới có thể sử dụng kỹ năng tối thượng, Brain Field. Nó đưa toàn bộ kẻ địch vào một không gian riêng của bạn, nơi mà bạn và những người đồng đội của bạn hành kẻ địch bằng việc sử dụng Psychokinesis không giới hạn. Môi trường xung quanh sẽ hoàn toàn trở thành vũ khí. Nó sẽ chỉ kết thúc khi không còn kẻ địch nào hoặc khi hết thời gian của Brain Field. Phần combat trong game cũng thực sự hấp dẫn. Nó đến từ việc game sử dụng những con quái vật man dợ, Other để ấn tượng. Lũ quái vật gớm ghiếc được lấy tạo hình từ những con quái vật yokai của Nhật Bản. Dù không có quá nhiều thông tin về nguồn gốc của lũ quái vật, nhưng mọi thứ sẽ được sáng tỏ trong cốt truyện của tựa game. Điểm đáng chú ý nhất của lũ quái vật không chỉ là sự đa dạng về ngoại hình và phong cách tấn công, mà còn nằm ở việc nhân vật chính kết liễu chúng. Mọi loại quái vật trong game đều có một cách kết liễu khác nhau. Không chỉ vậy mà còn là những đòn tấn công và điểm yếu khi lớp phòng thủ của chúng bị phá bỏ. Điều này không chỉ áp dụng với quái vật mà còn có thể sử dụng lên cả những nhân vật khác khi chúng ta chạm trán họ trong các bài kiểm tra. Vô số những cách kết liễu đẹp mắt khiến cho chúng ta không thể dừng được việc săn lùng những con quái vật. Thậm chí với mỗi nhân vật chỉ khác nhau, lũ quái vật cũng sẽ bị kết liễu một cách khác nhau. Điều này làm cho việc chơi cả hai nhân vật không hề bị nhàm chán và bị lặp lại. Vì cũng được xuất hiện trên PS5 nên game đã tận dụng được những tính năng đặc biệt của tay cầm DualSense. Và một trong những tính năng ấn tượng nhất là Adaptive Triggers khi sử dụng Psychokinesis. Mỗi khi bạn ném một đồ vật, Adaptive Triggers sẽ thể hiện độ nặng của món đồ bạn ném bằng độ căng của cò R2. Và điều này cũng xảy ra khi bạn sử dụng cò L2 để kiểm soát môi trường. Đây thực sự là một bổ sung vô cùng chất lượng cho những ai sở hữu console thế hệ mới nhất. Đôi khi sẽ có những con quái vật có lớp phòng thủ quá cao, tôi sẽ tạm gọi chúng là giáp. Những con quái vật này sẽ cần có những đồng minh có khả năng đặc thù để tiêu diệt chúng. Ví dụ như là đánh xuyên giáp thì phải có khả năng tàng hình để dùng stealth lên chúng. Nhưng đôi khi bạn sẽ gặp khó khăn nếu không có những đồng đội này. Thậm chí bạn có thể dùng tất cả các tài nguyên để ném vào đầu địch, thì chúng cũng sẽ không mất máu. Một khi đã dùng hết năng lượng thì bạn sẽ chỉ còn hai lựa chọn mà thôi. Một là lao vào cố gắng đánh để cho hồi lại mana để tiếp tục ném đồ vật. Hai là chạy loanh quanh để đợi hồi mana. Việc này khiến gameplay có phần khó chịu và bất hợp lý ở một số thời điểm mà đáng lẽ ra khó nên xuất hiện. Một điểm nữa khiến tôi khó chịu khi sử dụng tay cầm, đó là góc nhìn của nhân vật. Nó sẽ thể hiện rõ khi tôi đi vào những khu vực nhỏ hẹp như trong bệnh viện bỏ hoang hay tàu điện ngầm. Nhưng nếu gặp phải những con quái vật tàng hình hay nấp trong góc thì sẽ rất khó để lừa cam để tìm quái vật. Thậm chí khi tôi bị dồn vào tường, góc cam sẽ ngay lập tức trở về phía lưng của nhân vật, nơi mà con quái vật đang đứng đè lên và sẽ rất khó để nhìn cũng như di chuyển sau đó. Vấn đề này sẽ đỡ hơn nếu bạn sử dụng bàn phím và chuột để chơi. Ít nhất bạn có thể di chuyển góc nhìn một cách dễ dàng hơn để thoát khỏi những tình huống như trên. Đối với tôi,
Scarlet Nexus đã rất thành công trên việc xây dựng gameplay cũng như cách kể chuyện không nhàm chán. Mặc dù nội dung có phần dễ đoán và quen thuộc, dù không phải game thế giới mở, nhưng nhờ việc xây dựng khu vực di chuyển giữa các địa điểm quen thuộc như hideout và trụ sở chính, cùng với việc tương tác với NPC đã làm cho chúng ta thấy một thế giới cyberpunk kiểu Nhật vô cùng sống động mà nhà phát triển muốn mang đến cho người chơi chúng ta. Tôi nghĩ rằng Bandai Namco và Toys đã thực sự làm được một tựa game anime hay sau một vài thất bại trước đó. Nếu bạn là fan của game RPG nói chung và fan của JRPG nói riêng, thì chắc chắn Scarlet Nexus là một tựa game không thể thiếu trong kho game của bạn. Ngoài ra các bạn có thể xem các bài đánh giá game gần đây của chúng tôi và series Phá Đảo. Và muốn xem những thứ khác nữa, hãy ấn subscribe cho Gameco.